Chào các bạn, sắp tới ngày sinh nhật của bạn mình rồi. Bây giờ mình sẽ làm một bức thiệp để tặng bạn mình nha. Nhưng mà bây giờ mình cũng không có biết là làm thiệp gì nữa ta. À, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ mình sẽ làm thiệp hình bàn tay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình bàn tay của mình ra và chúng ta sẽ làm thiệp nha. Trước tiên chúng ta sẽ cắt trước. Để sắp là xong cái bàn tay rồi nha các bạn. Mình đã cắt xong hình bàn tay rồi. Bây tới lúc mình đã dọn dẹp cái đống rác này nha. Rồi đó các bạn. Mình đã dọn dẹp xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn màu bút. Mình chắc quá trời rồi nè các bạn. Bây giờ mình chọn màu xanh lá cây, hay là màu đỏ, hay là màu kem, hay là màu đen, hay là màu vàng đi ta. À, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ mình sẽ chọn màu đen để mình viết nha. Hồi nãy mình viết hơi cúi xuống, vậy là sai rồi nha các bạn. Các bạn phải viết thẳng vậy mới đúng nè các bạn. Và bây giờ mình đã làm xong rồi. Và những bàn tay này mình đã làm trước. Nếu các bạn thấy đẹp